Ở đây rút là thằng bị khó. Lên một chút. Hello, chào mọi người đến với kênh Sống Dân Biển. Chúng ta hãy cùng xem mấy anh thợ rút cái cánh quạt ra nha các bạn. Lần này rút khác như mấy lần trước, hơi bị khó. Hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống. Hạ xuống. Hạ xuống. Điều cánh sao nhưng mà phải đâu liên nữa, đi đục đục đó. Rồi. Bây giờ sẽ lắc đựng lấy cho mình lái rồi nha các bạn. Đây các bạn lái, đây mình lái rồi ha, rồi với cây lắp ha. Cái bọn lái rút dễ, còn có cái rút cũng khó lắm ạ. Tại vì nó khó vậy cho nên xuống nước nên nó mưa khỏi có bị rớt rồi chứ không dễ là nguy hiểm lắm, dễ mất mình lái. Gạnh ở đây nè, lấy thì lọc nè. Rút cho nó lọt khỏi cái cốt ra, bắt đầu mới rút ở dưới được ha. Úp vậy nè. À. Nó tụt xuống nè. Luôn có cục đây luôn ha. Đã rớt rớt rồi anh. Rớt ra ngoài rồi. Ôi cha. Mày ông đi bệnh này có làm gì không? Ngay đây vậy đó. Kệ, ơi. Ta hỏi nha. Mình lái ở đây không làm gì hết cho nên để dưới đất nha mọi người. Còn bây giờ sẽ rút cái chân vịt ra. Nhưng bịch cho cái lắp đi ra luôn. Bữa mình cũng có quay cho các bạn xem là rút cái chân bịch rồi các bạn. Nhưng bữa nay mình sẽ quay chi tiết hơn. Chứ mỗi ghe mỗi khác nữa mọi người. Bữa chân bịch kia nó bự hơn nhưng mà nó cái chỗ cái bánh ú kia nó ngắn hơn. Bây giờ ở đây bánh ú nó dài hơn nè. Lắp nó dài hơn. Ngày xưa rút chân vịt, rút lắc đồ toàn bằng tay hết các bạn. Nhưng bữa nay thời thế hiện đại rồi, người ta sẽ rút bằng cẩu không à. Là cẩu ra không à. Thường là cẩu bộ, ráp nguyên bộ đem lên. Còn ngày xưa là phải tháo chân vịt ra. Còn chỗ mình nó kêu quán quạt á, tháo nó ra rồi rời ra là mới rút ra bằng tay hết. Cây lắp nhậu đây khó rút lắm. Là hồi xưa là lấy cái dây cua roa là bỏ vô quay cho nó chạy ra. Bên này rút dài khỏe chỉ có lắc lắc ra thôi. Ủa chạy ra ào ào luôn á. Nói chung đúc cánh quạt với cái lắp thường là khó nhất là chỉ là dưới nước thôi. Khổ lắm các bạn. Trời xuống nước là sóng lắc lư là nhiều lúc đúc ngoài biển luôn các bạn. Các bạn tin không? Mình đã từng làm đúc ngoài biển rồi. Là lặn xuống là cột dây. Lặn xuống là đưa vô từ từ rồi từ.
cuối cùng là sẽ kéo có một cái ghe khác kéo ngược nó chạy vô luôn. Ngày xưa thì làm bằng tay chân nhiều, bữa nay hàng là làm bằng máy móc không khỏe. Đa số ngày xưa mà làm cánh quạt, làm lái đồ đa số đậu cồn không à, đưa cái lái vô trong bờ đất rồi làm. Cái này con cậu máy luôn á. Thấy đội cái chống xuống nha các bạn, bởi vì có cái chống nó mưa làm xe cẩu nó đỡ bị lật, có đùa dẫn cái cạn, gọi là cái cạn. Lắp đây là bót bạc, cái bót thật mới. Bên đây cánh quạt, bên đây cánh quạt khổng lồ luôn các bạn. Đây, bàn tay mình bao nhiêu rồi, khổng lồ luôn. Bên đây bạn còn đang kéo ra nha, tay cẩu nó hơi bị xéo xíu, giờ này kéo ra nó cũng hơi khó. Đó, ra đó, rồi ngay được rồi ra. Anh lắc cái chậu dụng thôi. Thank you.
lên nữa luôn đi. Rồi dặn tán vô là khỏi bị dập răng nha các bạn. Rồi ok. Rồi xong rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nha. Rồi hãy nhấn nút đăng ký và nhấn cái chuông để có video mới xem các bạn. Rồi tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo.